Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Lâm Lang Thiên, Đi Chết Đi Lâm Động, Đại Hoang Tù Thiên Chỉ, Huyết Tế Linh Luân Kính. Không ngờ rằng hai người bọn họ lại có thể liều mạng đến mức này. Lần đầu tiên được xem tỷ võ tông tộc khoa trương như vậy. Ây, Lâm Lang Thiên vốn dĩ đã không tầm thường, thực lực của Lâm Động cũng đáng sợ như vậy. Nhưng mà Lâm Lang Thiên có võ học gia tộc và linh bảo địa cấp, Lâm Động lại chỉ dựa vào chính mình. Trong tình trạng khác biệt về hoàn cảnh và tài nguyên lớn như vậy còn có thể đánh hòa, nếu như Lâm Động cũng có điều kiện như vậy. Tên tiểu tử quê mùa Lâm Động này sao lại trở nên lợi hại như vậy chứ? 2 năm trước hắn chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay của ta mà thôi. Bây giờ lại đấu với hắn đến mức này. Điều này đối với ta mà nói là một nỗi nhục vô cùng lớn. Ta phải trở thành người mạnh nhất đại lục này. Tên khốn nào dám khiêu khích ta thì nhất định phải chết. Lâm Động, tan thành vụn vỡ cho ta. Linh Luân Kính lỗ. Cái gì? Cẩn thận. Lâm Lang Thiên định tự làm lỗ. Lỗ tung linh bảo địa cấp. Cái gì? Tên này điên rồi sao? Lâm Lang Thiên thật sự là định bất chấp tất cả mọi người để giết ngươi hay sao? Thành này e rằng cũng sẽ bị san bằng mất thôi. Các vị đừng đừng đứng xem ở bên dưới mà thực lực yếu sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Lẽ nào tên này đến ngay cả tính mạng của các tộc nhân khác cũng không mang đến hay sao? Chỉ có thể nói rằng ngươi đã chọc hắn phát điên rồi. Hết cách rồi, chỉ có thể toàn lực đối kháng mà thôi. Không thể nào để cha ông nội gặp nguy hiểm được. Tinh thần lực thao khống. Lâm Động ca ca đã dùng tinh thần lực để xây lên một bức tường đá. Động Nhi lo lắng đến ảnh hưởng của chúng ta. Lâm Động ca cố lên. Nếu như đã không phải là liệu trước không phòng xa Lâm Lang Thiên thì ta sẽ liều hết sức để đấu với ngươi đến cùng. Món nợ mấy năm trước của chúng ta, không, bao gồm cả món nợ năm đó của cha ta, hôm nay toàn bộ sẽ kết thúc tại đây. Năm đó ngươi đánh cha ta tàn phế, khiến cho tuổi thơ của ta tràn đầy cay đắng, lại còn sỉ nhục ta ở mộ phủ. Mục tiêu của Lâm Động ta 10 năm nay chỉ có một, đó chính là giết chết ngươi, Lâm Lang Thiên. Đại trưởng lão, tình hình không ổn rồi, ngài có phải là nên ra tay can thiệp rồi không? Mau đưa những người khác rời khỏi đây, thông báo đến tất cả các trưởng lão, mở chướng phòng hộ đến mức lớn nhất. Tình hình này, chúng ta không có cách nào để ngăn cản rồi. Lâm Đồng, trong thành xuất hiện một luồng nguyên khí mạnh mẽ. Đại Hoang Tù Thiên Chỉ bị phá giải mất rồi, Linh Luân Kính bị cản trở rồi, cái gì? Này này, hai tên tiểu tử các ngươi làm sao vậy? Trẻ tuổi háo thắng không thành vấn đề, nhưng cũng phải biết chừng mực chứ. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, muốn tiêu diệt chủ thành của tông tộc Lâm thị chúng ta hay sao? Là tộc trưởng xuất quan rồi. Chẳng phải là tộc trưởng đã bế quan nhiều năm rồi sao? Người này là thống soái của tông tộc Lâm thị Vương triều Đại Viêm, tộc trưởng Lâm Phạm. Thực lực đã đạt đến niết bàn cảnh trong truyền thuyết rồi, là cường giả hạng nhất nhì ở trong vương triều. Ta vậy mà lại may mắn gặp được tộc trưởng. Chúc mừng tộc trưởng xuất quan. Xin chào tộc trưởng. Tộc trưởng Lâm Phàm, vương triều Đại Viêm quả nhiên là có cường giả liệt ban cảnh. Ồ, tham kiến tộc trưởng. May mà có tộc trưởng ra tay tương trợ, nếu không thì hôm nay Lâm Thành có họa lớn rồi. Đại trưởng lão, mọi người như thế này là thế nào? Tông tộc tỷ võ vốn là một chuyện vui mừng lớn. Nếu như để người xem bị tổn thương, vậy Lâm gia ta không phải sẽ bị các tông tộc khác nhìn với con mắt chùa cười hay sao? Các ngươi thật là làm khó vị tộc trưởng ta đấy. Ơi, lão phu đúng là hổ thẹn. Hai vị thanh niên tân nhuệ này, ai mà lão phu lại đi tính toán cơ chứ? Lão phu muốn ngăn cản cũng là lực bất tòng tâm. Mong tộc trưởng thứ tội. Đại trưởng lão, ông nghĩ là ta chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản đúng hay không? Không biết là vị tộc trưởng này xuất hiện là đứng về bên nào? Người chính là Lâm Động. Lâm Động tham kiến tộc trưởng. Tuổi còn nhỏ mà thực lực không hề tầm thường. Uy áp ông ấy tạo ra giống y như là cường giả thần bí niết bàn cảnh vậy. Bí mật mà ta cất giấu liệu sẽ không bị lộ chứ?
Lâm Động này hình như nhỏ hơn một chút so với Lâm Lang Thiên, còn là người của phân gia, cũng không nhìn ra chỗ nào đó sai sót. Lẽ nào cậu ta thật sự là thiên tài 100 năm khó có một? Không tồi, không tồi. Trừ Lâm Lang Thiên gia, Lâm gia ta vẫn còn một thiếu niên thiên phú tốt như vậy. Tộc trưởng, đúng lúc ngài ở đây, mong ngài nghiêm khắc xử lý tên Lâm Động này. Hắn ta vi phạm quy tắc, ra tay khiến cho vài đệ tử tuân nhuệ của tông tộc ta bị thương rất nặng. Vừa rồi còn sử dụng võ học nguy hiểm dị thường, uy hiếp đến tính mạng của tất cả mọi người. Lại là tên khốn nạn này. May mà Lâm Lang Thiên ra tay, nếu không, không biết sẽ có bao nhiêu tộc nhân chết ở đây nữa. Mong tộc trưởng nghiêm khắc trừng trị ác đồ. Lão già khốn nạn này, sớm có một ngày ta giải quyết người. Ta nhìn Lâm Động này không phải là người ác độc gì cả. Tuổi trẻ bốc đồng là khó tránh khỏi, còn có thể chiến đấu với Lâm Lang Thiên, cho thấy không những cậu ta thiên phú dị thường, hơn nữa chắc chắn là đã khắc khổ tu luyện. Đây là chuyện vui của cả tông tộc. Tông tộc có thể đồng thời xuất hiện hai người trẻ tuổi thực lực siêu phàm, Lâm thị tông tộc của ta có hy vọng rồi. Chuyện này bỏ qua đi. Nhưng mà tộc trưởng Lâm Động hắn, xem ra tộc trưởng không phải là người bao che sai trái. Được rồi, vậy chuyện tiếp theo đây. Dám hỏi tộc trưởng, trận chiến vừa rồi của ta và Lâm Lang Thiên còn chưa phân thắng bại. Vậy tông tộc tỷ võ này, ai thắng ai thua nên giải quyết thế nào? Lâm Động tên tiểu tử này, đừng có mà quá đáng quá. Cái này, được Lâm Động, hôm nay ta không đánh bại ngươi triệt để, ta không phải là Lâm Lang Thiên. Ấy đến đi, xem cuối cùng ai lợi hại hơn. Tiếp tục, hai cái tên này, ta không phải nói hôm nay đến đây thôi sao? Thực lực của hai người khác biệt không lớn, quyết chiến thắng bại ắt sẽ làm tổn hại đến nguyên khí của Lâm gia. Có điều, tỷ thí cuối cùng cũng phải có quán quân và á quân. Suy nghĩ đến cả yếu tố tài nguyên tu luyện ở trong gia tộc và tuổi tác, ta tuyên bố, Lâm thị tông tộc tỷ võ lần này, quán quân chính là Thanh Dương Trấn phân gia Lâm Động. Tông gia Lâm Lang Thiên xếp vị trí á quân. Người giành chiến thắng tỷ võ tông tộc lần này là Lâm Động. Ồ, Lâm Động vậy mà thật sự thắng được Lâm Lang Thiên. Động nhi con làm được rồi. Mấy mươi năm chưa từng xảy ra, phân gia đánh thắng bổn gia, giành được quán quân của đại hội tỷ võ tông tộc. Thật là khó mà tin được, trong phân gia vậy mà lại có thiên tài như vậy. Lâm Lang Thiên đại ca, cái đó Lâm Động đó chắc chắn là đã giở thủ đoạn bỉ ổi. Đúng vậy, đúng vậy. Vậy mà đại ca lại thua rồi, làm sao đây? Lần thua này chắc chắn là sẽ tổn hại đến danh tiếng ở trong tông tộc của chúng ta. Lâm Động, không ngờ rằng hắn lại có thể phát triển đến mức độ này. Biết sớm thì lúc đầu nên giết chết hắn ở Mạc Phủ rồi. Vừa rồi trong trận đấu ta không thể nào trực tiếp ra tay được, sợ bị cường giả liếc bàn cảnh phát hiện. Đáng ghét. Hơn nữa ta cảm thấy Lâm Động này không đơn giản, dường như hắn còn che giấu bí mật gì đó. Sẽ là gì chứ? Chính là nhìn không thấu nên mới khó nói. Đối phó với hắn nhất định là phải cẩn thận. Không cần biết hắn che giấu điều gì, lần sau ta nhất định là phải xử gọn hắn. Khiến ta chịu nỗi nhục nhã to lớn này Lâm Động, ta nhất định là phải làm cho người trả một cái giá đau đớn nhất. Ồ, Động Nhi con về rồi. Con trở lên lợi hại quá. Động ca xấu xa quá đi, sao lại đến muộn như vậy chứ? Ơi, Thanh Đàn muội từ từ đã. Huynh đã đến muộn thêm chút nữa. Là Thanh Đàn không thèm để ý đến huynh nữa đâu, cũng không nấu cháo cho huynh nữa. Vậy thì thật sự là không được đâu. Ta nên khóc hay là nên cười đây? Nếu như đã biết sai rồi, vậy thì phạt huynh cùng muội chơi bời sảng khoái một tháng ở trong thành là được rồi. Mèo tham ăn, ta thấy muội là muốn ăn hết tất cả món ăn ngon đấy chứ. Trấn Thiên tham kiến trưởng lão, không cần phải khách khí như vậy. Chúng ta đều là lão già hết rồi. Loáng cái đã nhiều năm không gặp. Tính từ lúc ngươi rời khỏi bổn gia cũng đã hơn 40 năm rồi. Đến nay là 43 năm rồi. Nhớ năm đó, nhiệm vụ thất bại cũng không phải là lỗi của một mình ngươi. Đuổi đi là quá đáng. Tiếc rằng lúc đó lão phu chỉ là một trưởng lão bình thường, thấp cổ bé họng không thể nào giúp được gì. Đại trưởng lão nói như vậy, Trấn Thiên năm đó quả thật là có lỗi.
Người còn nhớ chuyện lúc đó đã là khiến cho Trấn Thiên vô cùng cảm động rồi. Ơi, không nhắc chuyện cũ nữa. Bây giờ ngươi có một đứa cháu ưu tú như vậy thật là có phúc. Có điều, đó đều là nỗ lực của bản thân Động Nhi. Không sai, đây là phúc khí của Lâm Thị Tông tộc chúng ta. Ấy, tộc trưởng, Lâm Phạm tộc trưởng, cung nghênh tộc trưởng. Lâm Trấn Thiên, Trấn Thanh Dương tham kiến tộc trưởng, không cần phải đa lễ. Lúc còn ở tuổi của ngươi, ta không có bản lĩnh như vậy đâu. Tương lai của Lâm gia có hy vọng rồi. Tộc trưởng quá khen rồi. Ta lấy thân phận tộc trưởng tuyên bố, từ nay trở đi, Lâm gia của Thanh Dương Trấn quay lại phổ hệ bổn gia Lâm Thị Tông tộc, được hưởng đãi ngộ của bổn gia. Về lại bổn gia, tộc trưởng, điều này là không thể được. Cái gì, vậy há chẳng phải là từ phân gia trở thành bổn gia hay sao? Lâm Đồng giành được quán quân tỷ võ tông tộc, gia tộc của hắn được vào bổn gia cũng có thể hiểu được. Đa đa tạ tộc trưởng, Trấn Thiên đã mong chờ ngày này lâu lắm rồi. Vị đại thúc này cũng thật là biết nuôi kéo người khác. Phụ thân thật là quá tốt rồi. Đợi 4-3 năm rồi. Coi như là thay cha trả được thù rồi. Cũng hoàn thành tâm nguyện bao nhiêu năm của ông nội. Mọi người vui là được. Lâm Động tham kiến tộc trưởng. Không biết là tộc trưởng gọi ta đến đây là có chuyện gì. Ngươi đến rồi sao? Ta có chút chuyện muốn nói với ngươi. Chuyện chiếm đoạt tổ phù và thạch phù chắc là không bị bại lộ đấy chứ? Ồ, không biết. Lâm Đồng, ngươi có biết chủng tử chi chiến của Vương Triều Đại Viêm hay không? Ồ, không biết. Giống như là tỷ võ tông tộc hôm nay, trong mấy đại gia tộc ở Vương Triều Đại Viêm đều có. Mỗi một gia tộc đều sẽ chọn ra một vài nhân tài ưu tú để tham gia chủng tử chi chiến. Người giành chiến thắng cuối cùng sẽ là nhân tài xuất sắc nhất trong giới trẻ của Vương Triều Đại Viêm. Ngươi muốn ta tham gia chủng tử chi chiến này sao? Cái này, ngươi không có hứng thú thì sao? Vậy thì ta nói thật, nguyên nhân chủ yếu mà ta tham gia tỷ võ tông tộc là vì cha và ông nội. Ngoài ra là vì một chút ân oán với Lâm Lang Thiên. Vì thế đối với tham gia chủng tử chi chiến gì đó, ta nghĩ chi bằng chịu khó tu luyện còn có ý nghĩa hơn. Ngươi thật là dám nói. Nhưng mà giành được chiến thắng ở trong chủng tử chi chiến này sẽ đồng nghĩa với việc giành được tư cách tham gia Bắc Triều Đại Chiến. Tham gia Bắc Triều Đại Chiến, tộc trưởng hãy nói rõ hơn đi. Ơi, đây mới là phản ứng mà ta muốn nhìn thấy. Đại lục mà chúng ta đang ở tên là Huyền Châu, phân thành bốn phương Đông Tây Nam Bắc. Đại Viêm Vương Triều chỉ là một trong số những vương triều tương đối nhỏ ở Đông Huyền Châu, mà bá chủ thực sự ở trên đại lục này là vài siêu cấp tông phái. Mỗi siêu cấp tông phái cứ cách vài năm sẽ thu hút một số đệ tử tiến nhập vào nội tông để tu hành. Thí luyện để tuyển chọn đệ tử này chính là Bách Triều Đại Chiến do bộ phận tinh anh của các vương triều tham gia. Nếu có thể trổ tài ở Bách Triều Đại Chiến, được siêu cấp tông môn chọn chúng, thì sẽ có cơ hội vào siêu cấp tông môn tu hành. Đan dược công pháp không đếm xuể, đến lúc đó không nói đến niết bàn cảnh, cho dù là cảnh giới cao hơn cũng có thể chạm tới được. Đây rõ ràng là một cơ hội cực tốt cho những người tu luyện như chúng ta bước lên một bước lên trời. Lâm gia chúng ta hiện giờ có thể độc bá một phương ở Đại Viêm Vương Triều cũng là vì 100 năm trước có một vị tiên tổ tiến nhập siêu môn tông, siêu cấp tông môn. Đáng tiếc sau này không ai vào được đó nữa. Ta hy vọng ngươi và Lâm Lang Thiên có thể trở thành một trong số đó. Hóa ra là vậy, Bách Triều Đại Chiến mà Lăng Thanh Trúc nói đến lúc đó, hóa ra là cuộc thí luyện quyết định ai có tư cách trở thành đệ tử của siêu cấp tông phái. Nếu đoán không lầm, Lăng Thanh Trúc chính là đệ tử đích truyền của siêu cấp tông phái. Chẳng trách cô ấy lại cao ngạo đến vậy. Nếu ta có thể thông qua Bách Triều Đại Chiến tiến nhập vào siêu cấp tông môn, sao sao có thể, thật sự là huynh sao? Huynh đặc biệt đến đây là vì ta. Ây, không sai. 2 năm ngắn ngủi, thiếu niên non nớt rồi cũng phải thay đổi. Nhưng ta vẫn là Lâm Đồng, đã thề sẽ cưới muội. Ta biết huynh sẽ giữ lời mà, nếu không cũng sẽ không đem lòng thích huynh. Thanh Trúc à, ước định tiểu hầu tử năm đó. Ta đồng ý, huynh xuất sắc như vậy, bảo ta làm gì ta cũng đồng ý. Ơi, thật hết cách với muội. Lâm Động, ngươi làm sao vậy? Nhìn biểu cảm của hắn đã biết hắn đang nghĩ gì rồi. Lâm Phạm tộc trưởng, liên quan đến tiểu hầu tử, à không, liên quan đến Bách Triều Đại Chiến,
bất luận đối với bản thân ta hay là đối với toàn bộ Lâm thị tông tộc đều vô cùng quan trọng. Nhiệm vụ vĩ đại như vậy, xin hãy để Lâm động ta ra tay giúp sức. Đây chính là trách nhiệm quan trọng và vinh quang nhất của một thành viên trong tộc. Để tạo ra sự huy hoàng cho Lâm gia, kể cả là phải luôn lên núi cao xuống biển lửa, ta cũng sẽ đạt được thành tích ưu tú nhất. Ồ, đúng là giác ngộ rất tốt, khiến người khác cảm thấy rất vui. Ngươi đừng thay đổi thái độ nhanh thế được không? Quyết định vậy đi. Mục tiêu tiếp theo, đạt được tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến, sau đó tiến nhập siêu cấp tông môn. Có quyết tâm là chuyện tốt, nhưng ta thực sự là coi thường động cơ của ngươi. Tại nơi sâu thẳm của Lâm thị tông tộc, người chiến thắng trong trận tỷ võ của tông tộc có thể vào trong kho báu của tông tộc, tùy ý lựa chọn một linh bảo hoặc là một bộ võ học hay sao. Đây là truyền thống rồi, giải thưởng đối với người có công với tông tộc. Bên trong có rất nhiều thứ đều là bảo vật mà các tông phái siêu cấp ban cho năm đó. Địa cấp linh bảo của Lâm Lang Thiên cũng đến từ trong đấy. Đúng rồi, 6 tỷ võ tông tộc thì Lâm Lang Thiên đã nhanh chóng bế quan, xem ra hắn định xung kích tới tạo hóa cảnh đại thành. Cái này là nhắm vào ai? Ngươi cũng có lẽ là đã rõ rồi chứ. Vì thế lần này ngươi vào trong kho bảo vật của tông tộc cũng là một cơ duyên. Không chỉ là bảo vật, thiên địa nguyên lực ở bên trong đó cũng tràn đầy. Lâm Đồng, ngươi phải nắm chặt lấy cơ hội này, phải tận dụng hết khả năng để nâng cao thực lực. Ta hiểu rồi, tỷ võ lần này ta để cho Lâm Lang Thiên mất mặt, hắn nhất định là sẽ coi ta là cái gai trong mắt. Ta sao có thể không thử được chứ? Nếu như không trừ khử được Lâm Lang Thiên, gia gia và cha sẽ gặp nguy hiểm. Ta tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Người đang đến kia dừng lại, nơi này là cấm địa của tông tộc. Lâm Động, ngươi thật to gan, lại dám tự ý xông vào cấm địa của tông tộc. Kho bảo vật lại do Lâm Cẩu phụ trách hay sao? Lần này là phiền phức rồi. Lâm Cẩu, ngươi có ý gì đây? Lâm Động đã giành chiến thắng ở trong tỷ võ tông tộc, dựa theo quy định đến kho bảo vật, có gì không đúng? Ủa, là đại trưởng lão? Thất lễ, lão phu không nhận được thông báo. Dựa theo quy định của tỷ võ đương nhiên là không vấn đề gì. Các ngươi lui xuống, không cho phép vô lễ với đại trưởng lão và quán quân của tỷ võ tông tộc. Lâm Động, ngươi có quyền nợ tiến vào trong kho bảo khố, trong kho bảo vật để lựa chọn bảo vật. Trong vòng 1-2 này, 1 tháng này, bất kỳ ai đều không có quyền làm phiền ngươi. Nghiêm cấm làm tổn hại đến bất kỳ bảo vật gì, lúc ra cần phải kiểm tra. Tiểu tử thối đúng là vận chó. Lâm Động, tên Lâm Cẩu này không có ý tốt gì, cẩn thận không bị hắn ám hại. Ta biết rồi, tên này là người của Lâm Lang Thiên, không hề có ý tốt. Có điều Lâm Động ta cũng không phải là sợ, có chiêu gì thì cứ lôi ra hết đi. Đóng cửa, thủ vệ quay về chỗ của mình. Lâm Cẩu, Lâm Động chính là người mà đích thân tộc trưởng lựa chọn, bất kể người có tâm tư gì thì thu lại hết cho ta. Đại trưởng lão, lời này là có ý gì? Một vãn bối xuất sắc như vậy là hy vọng của Lâm thị tông tộc, Lâm Cẩu ta ngưỡng mộ còn không kịp. Ngươi tự hiểu là được. Ấy, lão già đáng chết, vị trí của ngươi sớm muộn gì cũng sẽ là của Lâm Cẩu ta. Lâm Cẩu trưởng lão, chúng ta thật sự là phải hạ thủ hay sao? Đương nhiên, lợi dụng trận pháp của kho bảo vật này trừ khử tên tiểu tử đó, rồi lại gắn cho hắn tội danh mưu đồ bất chính. Tộc trưởng sẽ không vì chuyện này mà làm khó chúng ta đâu. Thật không hổ danh là kho bảo vật của Lâm thị tông tộc. Từng món linh bảo đều là võ học đều có thật, thật sự là đồ sộ. Hơn nữa thiên địa nguyên khí ở đây dày đặc, lời của đại trưởng lão nói thích hợp để tu luyện quả nhiên là không sai. Đây đều là để từ dưỡng linh bảo, có tác dụng lớn đối với người. Mau chọn lấy linh bảo tốt để bắt đầu tu luyện đi. Đừng có nhìn những thứ bình thường lãng phí thời gian, có mấy thứ đó có lẽ đều là địa cấp linh bảo chăng? 4 món địa cấp linh bảo, tùy cái nào cũng đều có thể đối kháng với đại hoang tù thiên chỉ. Nếu như 4 món đồ đó đều thuộc về ta thì đã quá. Tiểu điều, ngươi có cao kiến gì mau lôi ra đi. Ngươi đừng có tưởng người khác ngốc đến mức không biết gì chút, không biết chút gì nhé. Hơn nữa bên trên này còn có trận pháp thủ hộ, Lâm Cẩu đó muốn ra tay với ngươi ở đây không còn gì tốt hơn nữa. Nói có lý, ta lại muốn xem trận pháp này lợi hại thế nào. Lâm Cẩu, ngươi nếu như giết không chết được ta, đợi sau khi ta ra ngoài thì ngươi xong đời. Phòng khống chế của kho bảo vật, Lâm Cẩu trưởng lão,
Tiểu tử đó đã tiến vào phạm vi của pháp trận rồi, có cần khởi động trận pháp hay không? Khởi động giết chết tên tiểu tử thối đó. Quả nhiên là xảy ra sao, Lâm Cẩu tên khốn nạn bỉ ổi nhà ngươi. Ơi chịu chết đi Lâm Động, trận pháp này ngay đến cả cao thủ tạo hóa cảnh đại viên mãn cũng đều có thể bị kích sát. Trận pháp này càng đến càng mạnh, dựa vào tốc độ nhanh nhất phá vỡ trận nhãn ở trên trần nhà. Được. Huyết linh quỷ. Quả nhiên là có phù khôi thực lực ngang với Liết Bàn cường giả, một đòn là giải quyết xong. Đó là cái gì? Hồng quang lóe lên một cái, trận nhãn liền mất sự kiểm soát rồi. Chỉ là một trận pháp nhỏ nhoi phá cho ta. Trận pháp đã hoàn toàn bị phá rồi, tiểu tử thối đó rốt cuộc đã làm cái gì chứ? Lão khốn đó quả nhiên là đã ra tay rồi, đợi ta ra ngoài sẽ cho lão một trận ra trò. Có điều lần này bọn chúng cũng không cách nào quan sát được ta nữa rồi. Được rồi, mau làm chuyện chính đi. Trường thương đó do thượng cổ yêu thú chi cốt luyện chế, giáp trụ làm từ dạ của cự hùng thú, đoạn kiếm đã phong ấn huyết sắc yêu mãng chi linh, thuẫn bài được chế tác từ mai của địa tâm cổ quy, địa cấp linh bào ở chỗ các người cũng xem là bảo vật cứng đầu đấy. Đúng đúng, có điều trước mặt của điêu gia, kệ hắn ấy bỏ chạy rồi. Địa cấp linh bảo lại có thứ có linh tính như vậy, linh bảo cao cấp cũng biết chọn người, không quan tâm lời hắn nói, khá giống đối với những kẻ có thiên tư kém cỏi. Ngoan ngoãn cho ta xem ngươi chạy đằng nào, chẳng qua chỉ là linh bảo mà thôi, lại đương nhiên dám coi thường ta. Ngay đến cả hòn đá như ngươi cũng xem thường ta. Ơi đứa trẻ đáng thương ấy, thương của ta. Ồ, viên đá này hình như không đơn giản. Ủa, Trùng Ngọc Phong, viên đá này không có gì lạ, trừ phi cũng là một địa cấp linh bảo sao?